Ok. Ok, rồi con spin coi. Hay ghê ta. Bây giờ nè, bây giờ mới làm mấy cái này cho cô chú coi nè. Bây giờ làm cái này cho cô chú coi chưa? Cái này là mẹ chay mới mua. Mẹ chay mới mua nè cô chú. Rồi, không không, một cái trước đã, một cái cho cô chú coi trước đã. Đúng rồi, một cái cho cô chú coi trước đã nha. Rồi, đi xuống đây. Khoan nha, để từ từ nha, để từ từ, I'm not ready yet. Rồi, nhảy qua. Đó, cô chú thấy chay giỏi chưa? Mua cái dọc đó gì cho nó ấy, nó chơi đó cô chú. Làm sao? Ba luôn phải không? Ok, ba luôn. Rồi chưa nha, chừng nào mẹ nói ready mới làm để mẹ, chừng mẹ quay cho cô chú coi nha. 1, 2, 3, bơi qua. Bơi qua, ráng qua, ráng qua. Yay. Hồi sáng giờ chay bơi giỏi lắm cô chú ơi. Sáng giờ là chay. Này là bơi nãy giờ lâu lắm rồi mới quay cho cô chú coi đó. Rồi đứng lên nhảy qua cái dòng, đứng lên nhảy qua cái dòng. Đó cô chú coi nó bơi kìa đó. Nay tự động nó bơi hay lắm mà. Rồi, nhảy qua cái dòng này coi. Hay ghê chưa? Rồi. Bây giờ cô chú coi chay nè. Đây là một cái đống mới dòng mới. Ok. Ok, mẹ sẽ không dục xa, mẹ sẽ dục trong cái tầm với của con nha. Ok, cô chú coi chay. Đứng lên đây ready đi rồi mẹ làm. Làm gì ạ? Ok, rồi mẹ chỉ con nha. Rồi, đó, xa xa cái đó ra. 1, 2, 3, nhảy. Giỏi. Rồi, dục lên bờ. Xa dữ vậy, rồi tiếp theo. Tiếp theo nha. Trời ơi. Trời ơi, quay, hay, ai. Rồi, mẹ thấy con mới vừa twist qua luôn. Hay. Rồi, được. Rồi, ok, lại đây. Tiếp theo nha, đứng ready. 1, 2, 3, go. Giỏi chưa cô chú? Giỏi chưa? Cái này là đang quay bằng cái máy camera mới đó cô chú. Để hả? Rồi được rồi, con sâu thải gì tùm lum vậy? Rồi chuẩn bị nha. 1 2 3 bơi. Giỏi. Bơi vô. Đúng rồi, giỏi. Rồi. Đúng rồi, giống như baby 2, đúng rồi. Rồi bây giờ con lặn xuống con lấy cái đồ chơi đó cho mẹ coi. Lặn xuống lấy đồ chơi này nè. Đây nè. Chay, cái gì vậy? À, ok, con lấy đồ chơi đó phải không? Oh my goodness, almost. Sắp lấy được luôn á. Quá hay, that was a huge jump. Quá hay. Sắp rồi đó. Cái đồ chơi màu tím ở dưới kìa. Hay lắm. Đây nè, bây giờ lấy cái này đi. Này trước đi. Lấy dưới này trước đi. Rồi bây giờ làm lại nha. Hít thở thật sâu nha. Cái tay cho cái tay để làm sao. Đúng rồi. Được không? Vô đây. Con làm được mà. Bơi vô. Đúng rồi. Almost. Thôi bây giờ lặn xuống lấy mấy cái này đi cho dễ nè. Giúp con, mẹ giúp con phải không? Ok, mẹ giúp con nha. Không, mẹ sẽ push con down. Chứ sao? Đúng rồi.
Rồi đứng, đứng im đó nha. Rồi để cái tay xuống sẵn sàng chưa? 1, 2, 3, go. You got it, sấy chưa? Giỏi. Quá giỏi. Hay quá. Hay lắm bồ ơi. Cái đó người ta gọi là hay lắm bồ ơi đó. Rồi còn nữa không? Còn nữa kìa, ở dưới kìa, ở dưới đó. Lấy được không? Chưa hả? Chưa, chưa. Xuống sâu chút nữa. Rồi. Đây nè, mấy con cá dưới đây đi. Mấy con dưới đó đi. Không, rồi đi ra mẹ chỉ luôn. Rồi. Ôi trời ơi, chưa, mẹ chưa kịp chỉ nữa hả? Mẹ chưa kịp chỉ mà. Ok, đi ra đây, đi lại đi, đứng đây với mẹ push. Ở đằng đó cái nó nóng con. Tạt nước cho nó bớt nóng. Rồi mẹ sẽ push con nha, để cho con có. Rồi. Đàng hoàng nha, nó bơi nãy giờ là cũng 45 phút cả tiếng rồi đó cô chú. Nó làm mà cứ như vậy không đó. 1. Cái tay để làm sao? 2. Chưa, sẵn sàng chưa? Cái tay thẳng xuống. 1 2 3 xuống. Hay! Hay 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 lắm bồ ơi. Hả? Nữa hả? Rồi bây giờ không, bây giờ con lặn con thứ mấy lấy cái đó đi. Ok. Mấy cái đó gần mà xuống lấy đi. Được không? Đúng rồi, một cái dục lên. Rồi giờ lặn xuống lấy cái nữa, lặn xuống lấy cái nữa. Khỏi cần nhảy làm chi, lặn xuống lấy thôi chứ khỏi cần nhảy. Thôi bây giờ chơi tiếp cái vòng này nè, chơi tiếp cái vòng này cho cô chú coi nè. Chơi tiếp cái vòng này đi. Ok. Trời ơi, twist nữa hả? Hay á. Rồi bây giờ để cái vòng này xuống à. Bơi qua cái vòng này đi. À, lụm cái đó phải không? Lụm được chưa? Chưa được hả? Ok, trời. Lặn xuống luôn, lặn xuống luôn. Lặn xuống luôn. Khỏi cần nhảy. Không, 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 con phải lặn xuống luôn chứ cái này mà mẹ không có push con được. Ok. Ok, xuống. See, ok, now nè. Now take a deep breath. 1, 2, 3, go. Again. 1, 2, 3, go. Yeah, you got it. Perfect. Rồi, bây giờ nè, bơi qua cái vòng này nha. Bơi qua ngang. Chưa qua. Chưa qua, phải bơi thêm. Bơi dài thêm chút nữa. Đứng ngay cái bậc đó đó, đứng ngay cái bậc đó đó. Ngay bậc đó bơi qua nha. Mày để đây nè. Dục lên. Rồi, đứng ngay cái bậc đó, push cái chân qua. Giờ lụm cá nữa, giờ ta kêu làm cái này đi lụm cá. Rồi lấy đi, lấy đi. Ok, làm đi. Giỏi, quá luôn, quá luôn. Đúng rồi, quá luôn. Ba cái luôn phải không? Rồi, ba cái luôn nha cô chú nha. Rồi, ok, con lên đi. Ok, rồi, nó nằm dưới á. Bơi qua. Bơi xuống. Lặn xuống sâu xuống, deeper. Đúng rồi, hay lắm bồ ơi. Hay lắm bồ ơi á, cái đó gọi là hay lắm bồ ơi đó. Rồi bây giờ bơi xuống lại nè. Bơi xuống lại nè. 1. Lặn xuống sâu xuống ngang. Đúng rồi. Hay quá. Rồi, ok. Và bây giờ còn con cá cuối cùng đi, lấy con cá đi. Còn con cá cuối cùng dưới kìa, lụm cá đi. Rồi, ok, mẹ giúp. Làm sao? Rồi, vậy thôi đi lên.
Tắm nãy giờ cái tiếng máy đó chơi. Mosquito bay nào? Đạp cho con đạp ghê. Quá giỏi luôn. Hôm nay chơi quá giỏi của chúng ta. Hôm nay bơi dữ dằn không? Hôm nay là không có cần ấy gì hết. Cái gì vậy? Kiếm gì vậy? Hay ghê. Rồi bây giờ nè. Bây giờ già lặn xuống. Lặn xuống tìm con cá mập này cho mẹ đi. Rồi thấy luôn. Ok, giờ nhảy xuống, nhảy xuống lấy con cá mập này cho mẹ nha. Ok, gần thôi chứ không có xa. Rồi, bay lên đi. Gần thôi chứ không có xa nha. Ok, rồi, lên đi. Lên đi, ngân chúc mày giúp. Rồi, đứng lên đây.